Nổi tiếng nhờ dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế tốt, chính phủ Canada luôn đặt cái lợi ích của sinh viên lên hàng đầu và là một trong những hỗ trợ tốt nhất chính là cái nền y tế của nước này. Thì Canada sở hữu một hệ thống y tế công cực kỳ là hiện đại, áp dụng toàn dân và không tùy thuộc vào việc làm hay là lợi tức. Theo quy định của chính phủ, tất cả các người dân tham gia về bảo hiểm y tế đều sẽ được bác sĩ khám bệnh và chữa trị trong bệnh viện một cách hoàn toàn là miễn phí. Đối với sinh viên quốc tế thì để có thể theo học tại Canada, du học sinh bắt buộc phải có một bảo hiểm y tế. Thông thường các bạn học sinh đăng ký mua bảo hiểm tại trường trong thời gian học, nhưng các bạn lại quên mất bảo hiểm trong thời gian bạn qua Canada trước khi bắt đầu khóa học. Điều này sẽ rất là tốn kém khi mà chữa trị tại Canada, do trong thời gian đầu bạn có thể là chưa thích nghi được với môi trường mới. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vấn đề về y tế của nước này trong cái chương trình hôm nay các bạn nhé. Chương trình bảo hiểm y tế toàn diện dành cho du học sinh và phụ huynh bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết khi các bạn theo học hoặc là du lịch tại Canada hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới ngắn hạn hoặc dài hạn, với mức bảo hiểm trung bình từ 1,3 đô cho tới 5 đô một ngày tùy theo độ tuổi. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Y tế của Viện Fraser thì trong năm 2016, cứ trung bình mỗi gia đình 4 người ở Canada gồm cha mẹ và hai con sẽ phải tốn chừng 11.494 đô la Canada cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Số tiền này không thu dưới dạng viện phí mà thay vào đó người dân phải đóng từng khoản nhỏ cho vào bảo hiểm y tế hàng tháng. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, ở Canada không có chuyện miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Người dân có thể không phải trực tiếp thanh toán các khoản phí y tế, nhưng hàng tháng họ đang phải trả một khoản tiền rất lớn thông qua các tài khoản thuế phải nộp. Theo một công trình nghiên cứu mang tên giá phải trả cho bảo hiểm y tế công cộng, nhà kinh tế này đã tính được phí bảo hiểm hàng tháng chiếm đến 9,4% tổng thu nhập của mỗi công dân. Chi phí này bao gồm tiền mua bảo hiểm và các khoản thuế phụ trội khi tham gia thăm khám chữa bệnh. Một lưu ý nữa là ở Canada, các chi phí nha khoa, kính thuốc và các loại thuốc không kê theo toa sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả. Về phần chính quyền của các tỉnh bang, họ đã chi 50% ngân sách xã hội cho các dịch vụ y tế cộng đồng, khoảng 25% chi phí cho hoạt động y tế được tài trợ từ nhà nước, phần còn lại đến từ nguồn tư nhân như là doanh nghiệp và bảo hiểm. Nhìn chung, du học sinh quốc tế tại Canada luôn được tạo điều kiện để mua bảo hiểm y tế với giá cả phải chăng. Về việc này, chính phủ thường yêu cầu sinh viên phải chi trả cho bảo hiểm y tế trước khi đến Canada. Sinh viên có khá nhiều lựa chọn khi tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm đăng ký mua bảo hiểm cấp tỉnh, bảo hiểm y tế của trường hoặc tham gia hợp đồng với một công ty chuyên về bảo hiểm sức khỏe bên ngoài. Thì mỗi tỉnh bang sẽ có một cái quy định bảo hiểm riêng. Tại tỉnh bang British Columbia thì theo quy định, học sinh viên quốc tế khi nhập học tại tỉnh British Columbia từ 6 tháng trở lên sẽ đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế công của tỉnh bang. Các bạn có thể lựa chọn theo những quy định như sau: gói 36 đô la Canada một tháng đối với một người, gói 64 đô la Canada một tháng đối với hai người và gói 72 đô la Canada một tháng đối với gói 3 người hoặc là nhiều hơn. Tại tỉnh bang Manitoba thì các học sinh sinh viên du học tại Canada tại tỉnh bang Manitoba từ 6 tháng trở lên sẽ đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế cấp tỉnh với giá khoảng 450 đô la Canada một năm. Phí bảo hiểm y tế sẽ được yêu cầu thanh toán cho trường đại học cùng với học phí của các bạn. Ở tỉnh bang Quebec, riêng sự học sinh sinh viên quốc tế tại tỉnh bang này sẽ được tham gia bảo hiểm y tế của các trường đại học hoặc cao đẳng mà bản thân các bạn đang theo học. Tên của chương trình này là Healthcare Plan, bao gồm các khoản phí khám bác sĩ, một số tình huống nhập viện và dịch vụ đặc biệt. Giá trung bình của gói này là khoảng 500 đô la Canada một năm đối với một học sinh sinh viên, 1.000 đô la Canada một năm đối với hai người và 2.000 đô la Canada một năm đối với ba người. Ở tỉnh bang Ontario thì theo quy định của tỉnh Ontario, các sinh viên quốc tế không được cấp bảo hiểm y tế cấp tỉnh. Các bạn sẽ theo yêu cầu tham gia chương trình University Health Insurance Plan và giá xấp xỉ là khoảng cỡ 450 đô la Canada một năm. Bảo hiểm y tế này bao gồm các dịch vụ y tế cơ bản, các khoản bổ sung có thể mua được từ các công ty bảo hiểm. Ở tỉnh bang Alberta, bảo hiểm y tế công của tỉnh bang này được đóng hàng tháng với chi phí dao động từ 34 đô la Canada một tháng đến 64 đô la Canada một tháng đối với một du học sinh. Các sinh viên quốc tế sẽ cần phải mua bảo hiểm riêng để chi trả cho các dịch vụ khám nha sĩ, phí thuốc và các dịch vụ xe cấp cứu. Ở tỉnh bang Saskatchewan thì học sinh sinh viên quốc tế tại đây sẽ được tham gia chương trình bảo hiểm y tế công của tỉnh bang này. Nếu như các bạn đến
Saskatchewan trực tiếp từ đất nước của mình mà chưa từng ở bất kỳ một cái tỉnh nào tại Canada quá 3 tháng. Bảo hiểm chỉ chi trả những dịch vụ sức khỏe chung, ngoại trừ dịch vụ đo mắt. Tỉnh bang Newfoundland. Theo quy định, sinh viên quốc tế học tập tại tỉnh bang Newfoundland không đủ điều kiện để đăng ký bảo hiểm y tế cấp tỉnh. Các bạn phải tham gia bảo hiểm tư thông qua sự sắp xếp của nhà trường. Chi phí phổ biến cho bảo hiểm y tế mà mỗi học sinh sinh viên quốc tế phải đóng là khoảng 480 đô la Canada một năm. Ở tỉnh bang Nova Scotia, tất cả sinh viên quốc tế tại tỉnh bang Nova Scotia đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế công với giá khoảng 500 đô la Canada một năm. Để từ chối chương trình này, các bạn phải cung cấp bằng chứng về việc đăng ký một bảo hiểm y tế khác và gói bảo hiểm này phải được công nhận bởi một bệnh viện hoặc một công ty nào đó. Điều kiện tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Nova Scotia là học sinh sinh viên phải sinh sống ở tỉnh bang này trên 13 tháng. Và cuối cùng là thông tin về bảo hiểm y tế tại New Brunswick. Các sinh viên quốc tế tại tỉnh bang này được tham gia các chương trình bảo hiểm y tế thông qua trường đại học hoặc cao đẳng với giá khoảng 275 đô la Canada một năm. Mức phí của từng gói bảo hiểm sẽ tương đương những gì mà các bạn được hưởng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ sức khỏe. Cụ thể, các gói bảo hiểm cơ bản sẽ bao gồm chi phí đi bác sĩ, chi phí dịch vụ của một số chuyên gia và các chi phí dịch vụ bệnh viện có giới hạn. Sinh viên được phép mua bảo hiểm bổ sung cho các dịch vụ đặc biệt tại các công ty bảo hiểm tư với giá khoảng 200 đô la Canada một năm. Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ xin trường và xin visa nhập học tại Canada thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi là visacanada.edu.vn để tìm hiểu tất cả những thông tin liên quan tới giấy tờ thủ tục hồ sơ xin nhập học tại Canada. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.